Thì thấu hiểu chính mình là thấu hiểu cái gì ta? Thấu hiểu đầu tiên nhất trong vô vàn 1 triệu cái thứ mà mình cần phải hiểu mình, thì cái đầu tiên, cái linh hồn nhất trong thấu hiểu bản thân mình, đó là phải hiểu được cái khả năng minh định của mình. Mình nhìn một cái người mà đáng trọng thì mình lại khinh, một cái nhìn người đáng khinh thì mình lại trọng. Một cái việc mà nó đúng thì mình lại chửi nó sai, một cái việc mà nó sai thì mình lại khen nó hay. Ồ, không biết được đường nào là cái người mà thực tài quân tử thì lại đuổi, mà ngụy tài ngụy quân tử thì lại giữ ở bên mình. Không biết được ai là ai, cái gì là cái gì, và mình là ai. Thì cái đó là cái đầu tiên cần phải thấu hiểu chính mình. Cái thứ hai mà